Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi giết người. Đó là Đoàn Văn Thành 31 tuổi, Nguyễn Xuân Vũ 23 tuổi cùng trú tại xã Chu Cơ Nia, huyện Buôn Đôn và Nguyễn Hữu Đông 29 tuổi, trú tại phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Liên quan đến nhóm này, trước đó cơ quan điều tra cũng đã bắt tạm giam Đoàn Văn Đông 39 tuổi, trú tại xã Chu Cơ Nia, huyện Buôn Đôn và Cao Công Thành 27 tuổi, trú tại phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột cùng về hành vi giết người. Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn trong chuyện gia đình nên khoảng 23 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2023, sau khi ăn nhậu xong, Đoàn Văn Đông đã rủ các đối tượng trên về nhà cậu ruột của mình là anh Đặng Văn Thừa, 36 tuổi, trú tại xã Chu Cơ Nia, huyện Buôn Đôn để đánh. Khi đi, các đối tượng mang theo hai con dao để làm hung khí. Đến nơi, các đối tượng đạp bung cánh cổng nhà anh Thừa rồi vào trong đập phá nhà cửa, gây thiệt hại tài sản 4,7 triệu đồng. Tiếp đó khi thấy anh Đặng Văn Dư, 34 tuổi, trú tại xã Chu Cơ Nia, huyện Buôn Đôn là em trai của anh Thừa đi vào sân, thì bị các đối tượng xông vào đánh chém vào tay, chân và đầu. Vụ việc chỉ dừng lại khi có một người phụ nữ tới can ngăn lấy con dao vứt đi. Rất may anh Dư được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng tỷ lệ thương tật là 32%. Ngoài hành vi giết người thì Cao Công Thành, Đoàn Văn Đông và Nguyễn Xuân Vũ còn bị khởi tố thêm về hành vi làm hư hỏng tài sản.